lời Chúa theo Thánh Luca, chương 12, câu 13 đến câu 21. Có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: mình phải làm gì đây, vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo: mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy, ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã. Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: đồ ngốc, nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy, kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó." Quý vị và các bạn thân mến, Phong, một chàng trai tài giỏi, tốt nghiệp đại học kinh tế và có một vị trí tốt trong công ty. Anh cũng có một gia đình hạnh phúc, vợ đẹp và con ngoan. Tham vọng của Phong là làm sao có được căn nhà đẹp. Anh cố gắng làm bất chấp tất cả, và rồi ước mơ cũng thành sự thật. Anh có nhà, nhưng anh lại chưa thấy đủ. Anh lại cắm đầu vào làm, quên hết hạnh phúc quanh mình. Anh có được nhiều căn biệt thự đẹp, có xe hơi và nhiều đất đai, anh vẫn chưa thấy đủ, lại tiếp tục đam mê vào công việc. Cuối cùng, cơn tai biến đã ập đến, làm anh tê liệt. Câu chuyện của Phong dẫn chúng ta chú ý đến bài đọc hôm nay, mà chính Chúa Giêsu cảnh báo: anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống của con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Ngày nay, nhiều người, nhiều gia đình nghĩ rằng mình cố gắng làm giàu, miễn sao có tiền, có của, bất chấp mọi nền luân lý, đạo đức, công bằng và bác ái. Cuối cùng, người ta chỉ tìm thấy một sự trống rỗng, vô nghĩa. Ngay cả trong chính việc giáo dục con cái, nếu chúng ta cứ nghĩ rằng làm sao để đáp ứng mọi nhu cầu cho con cái là chúng có hạnh phúc, đó là điều mà biết bao nhiêu đứa trẻ và thanh niên rơi vào nghiện game, ma túy, gia đình tan vỡ. Agatha Christie, một nhà văn nổi tiếng của nước Anh, có câu: tiền thì có nghĩa lý gì nếu nó không thể mua được hạnh phúc? Chúng ta cầu xin Chúa qua sự bầu cử của Đức Maria luôn hướng dẫn chúng ta biết kiếm tìm hạnh phúc trên con đường tình yêu của Chúa. Amen.